Rồi, chào. Chào cả nhà. Chào cả nhà, hôm nay có món ngon. Ok. Quá hay. Mời cả nhà nhé. Ăn cùng gia đình mấy nhỏ. Hôm nay gỏi cuốn cả nhà. Thịt luộc, bún, tôm, chả lụa, cá lóc, chiên, củ kiệu, tôm khô. Nói chung là quá trời món luôn cả nhà. Mời cả nhà nhé. Ăn cùng gia đình mấy nhỏ. Mấy nhỏ đang cuốn kìa. Quá khéo. Lấy thì mình cháu đâu nè. Lời gì nè, vui. Đó, ăn cuốn rồi đó. Đó hôm nay gia đình nó nhỏ là con cháu về xung vầy rồi quán quýt bên nhau cuốn bánh tráng mấy ai gọi cuốn nè. Thịt luộc, tôm, luộc, cá lóc. Đây, mẹ bà nhỏ cuốn rồi đó. Cuốn được 2 cuốn. Cá lóc chiên nha cả nhà. Còn xương, còn thịt để mình gỡ ra. Tôm luộc, thịt luộc. Củ kiệu. Cá lóc chiên. Mẹ gỡ gì không thấy đường. Cái chả lụa. Không ăn cái này. Không ăn gì. Không ăn canh khô hả? Mọi nhà giờ thì mới rõ là không ăn cơm nha cả nhà. Ăn rồi cuốn. Rồi này rồi cuốn đây. Cái bánh nhỏ cuốn sẵn rồi. Rồi nhà xem ăn cùng với đứa bé nhỏ nha. Rồi đổ bớt cái này nhiều quá ăn hơi chút bạn không thấy không? Hồng ơi rất mềm đó. Rồi ăn cuốn này nha. Cái lụa nè, có không? Không. Lụa ở đâu? Rau. Nhà mấy nhỏ là rau là không có thiếu nha. Đây gỗ, kia gỗ. Thôi phải không? Con mèo. Nhầm cuốn rồi ra. Con cá nè. Cho mèo nè. Nhầm cuốn rồi ra. Con xe lớn thay về. Ủa quá. Có hồ tôm nữa ba mốt nữa mà. Xem nha. Hôm nay dùm nó nhỏ là ăn rồi cuốn. Ở nhà Tết nhất xung vầy. Con cháu xung lợi quan quýt bên gia đình. Có lòng lo dây nữa cả nhà. Cả nhà xem nha. Vô. Vô mà. Vô.
quá dữ mày bé nhỏ. Mời đại gia đình ăn bữa cuối với con. Ok, quá dữ. Mày nhỏ đang cuốn đây nè. Rồi chấm nó chấm vô luôn. Chào. Quá dữ. Cá lóc chiên rồi nè. Tôm khô. Tủ kiệu. Rồi nha, cùng với bé nhỏ nha. Tôm luộc rau ăn kèm đây bánh tráng đây bún đây rau tôm khô củ kiệu đây nước chấm. Nước chấm nhà làm nha. Đây, thịt kho. Trứng nha. Ok, thịt kho tàu đây. Tết nó dính liền. Củ kiệu. Đây, thịt kho. Cái nhà xem. Đây, cá lóc chiên. Rau sống nè, xanh tươi, có đồ nguội nữa cả nhà. Thịt kho trứng nha, lạc xưởng luôn. Chúng ta xem nha. Mấy ngày Tết mà. Tôm. Có rau không mà ba. Trứng thô thịt là ok rồi. Củ kiệu tôm khô. Thịt luộc, tôm luộc. Chả lụa. 120 kg. Cá lóc chiên. Để nhà rồi, xem. Nhỏ ai lúc rồi. Rồi. Đi đâu tới đây cũng xin phép kết thúc. Bye bye. Bye bye. Ok. Quá giỏi tiền. Chào lúc lại luôn.